Số 13 Phố Minh chương 1182, lối kiến trúc phương Đông 2. Karen cầm một nhánh cây trong tay, đang không ngừng vẽ lên bãi cát, những người bên cạnh càng không ngừng đưa ra ý kiến. Max, đội trưởng, tôi cảm thấy chúng ta có thể thay đổi thêm một chút về phần phòng ngự của pháo đài, ví như bên ngoài tường thành và kiến trúc, bỏ qua vẽ mỹ quan, trực tiếp thách trận pháp phòng ngự ở bên ngoài, ngài cảm thấy thế nào? Biện pháp rất tốt, nhưng lúc bắt đầu thực hiện sẽ cực kỳ khó khăn, ta cảm thấy lúc chúng ta cần triệu hồi pháo đài hát ngục chắc chắn là đang trong trường hợp khẩn cấp nào đó sau khi triệu hồi nó ra chúng ta chắc hẳn cũng không có thời gian điêu khắc trận pháp phòng ngự lên trên phía ngoài tường thành và các công trình kiến trúc đội trưởng ý của ta là từ ta biết ý của cậu là sẽ định hình trước khi vừa mới bắt đầu triệu hồi nhưng làm không được ít ra trước mắt thì ta còn chưa làm được yêu cầu này đối với ta còn quá cao món thần khí thần bí này cung cấp năng lượng cho sự duy trì của pháo đài, mà không phải là cung cấp năng lượng tiêu hao. Lúc xây dựng nó, chúng ta nhất định phải khống chế chi phí xây dựng, không có khả năng để sau khi ta triệu hồi xong pháo đài thì lại mệt đến nỗi ngã gục. Vâng, đội trưởng, là do tôi suy nghĩ quá đơn giản. Nhưng nếu thay đổi một vài chi tiết nhỏ thì cũng không thành vấn đề, cũng có thể làm được, ý kiến của ta là, trên những chi tiết cơ bản, cố gắng tạo không gian cho những người trong tiểu đội chúng ta phát huy. Ví như dùng tòa pháo đài hắc ngục mà thầy giáo đã triệu hồi ra để làm mô hình cơ sở, dựa trên cơ sở này, chúng ta tiến hành thay đổi một phần nhỏ, thiết kế cho mỗi người trong tiểu đội một căn phòng. Bởi vì ta cảm thấy, nếu chỉ cần chỉ huy và điều khiển thì để một mình ta đứng trước quả cầu kia là đủ rồi. Nếu như là những đội trưởng khác nói ra sự sắp xếp như vậy, rất có thể sẽ bị bọn thuộc hạ cho rằng đội trưởng đang có ý xa lánh những người khác, nhưng các thành viên của tiểu đội Karen sẽ không nghĩ như thế. Sau khi nghe Karen nói xong, mọi người nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu tất cả mọi người đều ở trong phòng chỉ huy, vậy thì mới thật sự là lãng phí. Sau đó trong lúc các ngươi lựa chọn vị trí của mình nếu cảm thấy có gì cần thêm vào thiết kế, có thể nói lại cho ta biết một chút về thứ các ngươi sẽ thêm, nếu cần quá nhiều năng lượng ta có thể phân ra năng lượng linh tính hoặc là năng lượng linh hồn để giúp đỡ các ngươi. Thần khí đảm nhận phần lớn năng lượng cần thiết, nhưng trong này cũng có một vấn đề khác cần cân nhắc, ví như khi khởi động pháo ma tinh, từ lúc rót năng lượng vào cho đến khi nó bắn ra, vấn đề kỹ thuật của việc này cần người có chuyên môn phụ trách, hoặc là nói người điều khiển nó cần phải đến có tố chất về phương diện này. Ý nghĩ của Karen rất đơn giản, đó chính là mượn nhờ hình thức của pháo đài hát ngục để phát huy ra năng khiếu của mỗi người trong tiểu đội, đồng thời, mình còn có thể chia sẻ ưu thế lớn nhất của mình đó chính là nguồn năng lượng linh tính dồi dào để trợ giúp bọn họ. Làm như vậy có thể phát huy thực lực tổng hợp của tiểu đội mình một cách tốt nhất, sẽ không xuất hiện tình huống một mình dắt theo năm cái gánh nặng. Đội trưởng, ý nghĩ của tôi là, ở vị trí đặt của gương thuật Pháp Trace, chúng ta sẽ đổi thành khí tài chiến tranh cấp B là bức màn trận Pháp, bức màn trận pháp có thể vẽ ra trận pháp sau đó chiếu nó ra có thể giúp ích tôi trong việc tăng hiệu suất bố trí trận pháp nhưng để khống chế nó thì tôi rất tốn sức nhưng nếu như có sự giúp đỡ của đội trưởng tôi cảm thấy mình có thể vận chuyển nó có thể chi tiết sửa đổi cụ thể đâu ký tài sẽ do bên kia cung cấp chi tiết của việc sửa đổi chủ yếu là cái bệ đặt này cần có diện tích lớn hơn một chút nữa cần một cái bệ diện tích lớn hơn đúng thế nhưng nếu làm như vậy khả năng phòng ngự của bên cậu sẽ bị giảm xuống ta cũng không có khả năng để cậu xây dựng nó lồi ra phía bên ngoài tường thành hạ thấp độ cao đi thấy thế nào không có vấn đề đội trưởng hạ thấp xuống dưới tường thành bên ngoài có cần xây thêm một cái mái che không phương thức triển khai của bức màn trận pháp này là như thế nào sau khi hoàn thành việc vẽ trận pháp lên trên thì cần phải triển khai nó ra vậy thì không thể che kín nó lại có thể thiết kế một cái cột cờ, sau khi cậu hoàn thành thao tác ở trong thì triển khai nó bằng cách kéo cờ lên không? Có thể, đội trưởng. Tốt, vậy cứ sắp xếp như thế. Bác mở miệng nói, đội trưởng, tôi đề nghị thay đổi vũ khí chiến tranh nỏ xuyên phá cấp B thành vũ khí chiến tranh cấp C nỏ truy tung, quy lực của nỏ xuyên phá mạnh hơn, nhưng tôi cảm thấy nếu dùng pháo ma tinh làm hỏa lực chính tầm xa, thì tấn công tầm gần sẽ cần sự liên tục và hiệu suất cao, Tuy uy lực của nỏ xuyên phá mạnh nhưng khả năng tấn công liên tục yếu. Tốt, vậy thay đổi cụ thể như thế nào? Giảm bớt diện tích khu vực bệ đỡ, nâng cao vị trí. Mặt khác, tôi đề nghị phối hợp thêm hai bệ xạ kích tầm gần, một cái để cho Ventura điều khiển. Như vậy thì dưới sự phối hợp của hai chúng tôi, cơ bản có thể cam đoan việc tấn công không góc chết. Nỏ truy tung cần dùng sức người để lên dây nỏ, thể chất của tôi và Ventura cũng có thể làm được. Không có vấn đề. Karen nhẹ gật đầu, cứ như vậy mà thiết kế. Ashley mở miệng nói, đội trưởng, tôi cần một cái lồng giam cầm, tôi không biết cái này có thuộc về loại khí tài chiến tranh hay không, tôi chỉ biết là khi triệu hồi ra hình chiếu của hung thú ở trong thì sẽ được tăng cường rất mạnh trong thời gian ngắn, đương nhiên, tôi cần sự giúp đỡ của đội trưởng thì mới có thể sử dụng được nó. Cần có vị trí lắp đặt cụ thể không? Karen hỏi. À không, chiếc lồng kia cũng không lớn, chủ yếu là lúc triệu hồi hung thú thì cần đi vào cái lồng kia một chút là được vậy thì đặt trong phòng chỉ huy được rồi đội trưởng blanc yêu cầu của cô thì sao karen hỏi đội trưởng tôi cũng không cần thêm khu vực riêng gì tôi đứng chung với đội trưởng là được rồi nhu cầu duy nhất đó chính là từ phòng chỉ huy đến vị trí khu vực của bọn họ tôi hy vọng có thể liên thông nhau như vậy sẽ thuận tiện cho việc tôi trị liệu và tăng cường cho bọn họ không có vấn đề, đây là việc đương nhiên. Sau khi xác định rõ vị trí và chức trách của những người khác, Karen mở miệng hỏi, cách thức tấn công tầm xa chủ yếu của chúng ta vẫn là dùng pháo ma tinh cấp phán quyết, có ai có ý kiến gì khác không? Thấy không có ai phản đối, cũng không có ai đưa ra ý kiến gì tốt hơn, Karen gật đầu nói, vậy thì giữ lại pháo ma tinh cấp phán quyết, việc điều khiển khẩu pháo này để ta trực tiếp phụ trách. Hussein tới hỏi thăm tình huống tiến triển trước hết có thể đưa ra danh sách của các loại khí tài mà hai tiểu đội yêu cầu bây giờ có thể vận chuyển đến đây trước đợi đến sau khi pháo đài hát ngục của hai tiểu đội được dựng lên thầy giáo sẽ căn cứ theo tình huống cụ thể mà phán đoán rằng các loại khí tài này có phù hợp hoặc đưa ra các đề nghị thay đổi rất nhanh hai tiểu đội đều nộp danh sách của các khí tài yêu cầu lên bên phía của tiểu đội karen là do asli phụ trách đi giao danh sách sau khi trở lại thì cô nhỏ giọng nói với mọi người về danh sách khí tài mà lúc nãy cô nhìn trộm của tiểu đội bên cạnh, giống hệt với kiểu mẫu mà thầy giáo Triệu hồi lúc trước. Điều này có nghĩa rằng tiểu đội bên cạnh là hoàn toàn mô phỏng theo hình mẫu của thầy giáo, điều này khiến cho các thành viên trong tiểu đội Karen cảm thấy tự hào với kế hoạch sửa đổi mới của mình, có cảm giác ưu việt của học sinh giỏi. Max Valo và Hussein đi ra ngoài biển, hẳn là đi đón những khí tài chiến tranh được vận chuyển đến. Karen suy đoán điểm dịch chuyển chắc hẳn là ở trong khu căn cứ huấn luyện. Sau khi không thấy bóng dáng của hai người bọn họ, Karen dứt khoát dấu tay trái ở trong ống tay áo, triệu hồi ra Rubik thuật khóa để giúp mình bắt đầu tính toán. Đợi đến khi trời chạm vạn tối, một chiếc du thuyền rất lớn di chuyển đến gần, nhân viên công tác bắt đầu dỡ hàng từ phía trên xuống, từng cái thùng sắt có dán giấy niêm phong được chuyển xuống rồi xếp cạnh nhau. Karen nhìn về phía ba chiếc thùng sắt đặt trước mặt của tiểu đội Muri, lại nhìn nơi Mark Valo đứng. Rõ ràng tiểu đội Muri yêu cầu những khí tài chiến tranh giống với những khí tài chiến tranh trên pháo đài mà Mark Valo triệu hồi ra lúc nãy, cho nên lúc đó phải chăng cũng không nên dịch chuyển ba món khí tài kia trở về. Đã tốn tiền dịch chuyển trở về, sau đó lại chở tới đây, đây không phải là đang cởi quần mà xì hơi sao. Đợi đến khi mở thùng sách ra, Karen trông thấy nòng pháo có vết tích của nhiệt độ để lại, trên nỏ xuyên phá vẫn còn dòng năng lượng rất nhỏ đang vận chuyển ở trên. Karen đang uống nước thiếu chút nữa cũng bị sạch, thế mà thật sự đang sử dụng lại mấy món khí tài lúc nãy. Nhưng mà vẻ mặt của mấy người bên phía tiểu đội Murri đều rất nghiêm túc, Karen tin tưởng bọn họ chắc chắn cũng sẽ nhận ra được tình huống này, nhưng bọn họ cũng không ai dám hỏi cũng không ai dám bật cười, bởi vì lúc này Mavalo đang đứng ngay bên cạnh bọn họ. Bên phía tiểu đội của Karen cũng bắt đầu mở mấy chiếc thùng sắt ra. Pháo ma tinh mang theo một sự uy nghiêm, Karen đi đến gần, vươn tay về phía trước vuốt ve nòng pháo của nó một chút, trong đầu chợt nhớ đến một câu nói. Thứ này mới là sự lãng mạn thuộc về đàn ông. Bức màn trận pháp được mang ra, Max nhìn món khí tài chiến tranh này, cậu ta nhìn có vẻ thư sinh, vậy mà bây giờ vẻ mặt lại trở nên dữ tợn hiếm thấy. Cậu ta xuất thân từ kỵ sĩ đoàn, chắc hẳn cũng không ít lần mong rằng có thể tự mình điều khiển loại khí tài này, bây giờ rốt cục giấc mơ thành sự thật. Bác và Ventura vây quanh nỏ truy tung mà không ngừng xem xét nó, Ashley thì cầm khăn tay của mình lau sạch phía ngoài của một chiếc lồng to lớn ở trước mặt. Việc để Blanc không nghĩ tới đó là một bộ tinh cầu kết nối bao gồm 7 quả cầu thủy tinh đang được đặt ở trước mặt của cô, món thánh khí này có thể gia tăng hiệu quả cường hóa của mục sư lên rất lớn, xem như là một trang bị tiêu chuẩn cấp thấp nhất dành cho mục sư trong các tiểu đội lúc kỵ sĩ đoàn xuất chinh. Đội trưởng Blanc rất là vui mừng. Karen giải thích nói, ta có ghi thêm vào trong danh sách, không nghĩ rằng thật sự lại được đưa đến. Tạ ơn đội trưởng. Nhìn các thành viên trong tiểu đội mình rất thích thú với mấy món đồ chơi mới được đưa đến, Karen thân là đội trưởng cũng cảm thấy rất vui mừng. Chờ đến khi chương trình học hôm nay kết thúc sau đó trở về khách sạn, anh sẽ đích thân nói cho các thành viên trong đội, mấy món đồ chơi mới mà mọi người đang vuốt ve lúc này, đều sẽ trở thành hàng dùng một lần ở trong cánh cổng luân hồi. Có lẽ bọn họ cũng không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng người nhà của bọn họ cũng không có khả năng cho bọn họ nhiều phiếu điểm như vậy để đi mua mấy món đồ này. Cho nên, nếu muốn thật sự có được bọn chúng, vậy sau này hãy cùng mình làm nhiều nhiệm vụ rồi tiết kiệm phiếu điểm dần dần đi. Mọi thứ đều đã tháo niêm phong, lô và Hussein đứng ở giữa, Hussein mở miệng nói, thể hiện thành quả ra một chút đi, trước hết hãy thử triệu hồi ra hát pháo đài hát ngục, tiểu đội nào muốn đến trước tiểu đội chúng tôi tới trước đi. Muri nhấc tay nói, sau đó cậu ta nhìn về phía Karen bên này, lắc đầu, tôi thật không nghĩ tới còn có thể lấy thêm nhiều thứ ngoài định mức như vậy. Karen cười nói, đợi chút nữa các người lấy thêm cũng không muộn. Sáu người của tiểu đội Muri đều vây quanh đội trưởng của mình, bắt đầu cùng nhau sử dụng thuật pháp triệu hồi, rất nhanh, một màn sáng to lớn hiện ra ở dưới chân bọn họ, gió cũng cuốn lại, nền móng dần dần xuất hiện, công trình kiến trúc và tường thành cũng từ từ dựng nên, cuối cùng, một tòa pháo đài cỡ nhỏ thành hình trước mặt bọn họ. Blanc mở miệng nói, tại sao tôi cảm thấy cái toàn pháo đài này? Ashley nói tiếp lời, có chút xấu. Tường thành phía trên thì gập ghềnh, có nhiều chỗ góc cạnh xuất hiện sự méo mó rõ ràng, công trình kiến trúc ở bên trong cũng có chút vặn vẹo. Karen cảm thấy nếu như lúc mình vừa đặt chân lên hòn đảo này, cơ bản sẽ ngộ nhận tòa pháo đài của bọn họ thành tháp nghiêng Pisa tóm lại toàn bộ kiến trúc tràn ngập một sự thô kệch và méo mó về mỹ thuật để cho người khác lo lắng rằng cho dù không có ai tiến đánh tòa tháp thì thì nó có thể tự mình sụp đổ hay không trên mặt của các thành viên trong tiểu đội Muri cũng đều có một chút xấu hổ điều này thật ra là vì sáu người cùng nhau thi triển thuật pháp thì chắc chắn sẽ có vấn đề xuất hiện marvalo mở miệng nói trong khoảng thời gian ngắn đã có thể làm được như vậy thì thật ra cũng không tệ đêm nay các ngươi cũng không cần phải rời khỏi hòn đảo này tranh thủ thời gian tiến hành lý giải thêm và tiến hành các bước điều chỉnh sau đó thì các loại thuốc bổ sung tinh thần sẽ được đưa đến cùng lúc với bữa ăn khuya và bữa ăn sáng vâng thưa thầy Valo lại nói về mặt phong cách thật ra cũng không cần điều chỉnh gì thêm có thể xây dựng theo tiêu chuẩn thì đã rất tốt chờ đến khi điều chỉnh hoàn tất thì ta sẽ hướng dẫn thêm sau vâng thưa thầy muri thân là đội trưởng chỉ có thể quyết định tuân theo con đường có sẵn vô điều kiện ngay sau đó, lô quay người đi về phía của tiểu đội Karen bên kia. Pasio đưa tay chọc chọc cánh tay Muri, nói, tôi có loại cảm giác, chúng ta có thể sẽ trở thành đội làm nền. Muri nói, bỏ chữ có thể đi. Pasio bất mãn nói, cho nên, vì sao anh muốn giành lên trước? Muri trả lời, bởi vì ta lo lắng chờ đến sau khi bọn họ biểu hiện ra, chúng ta cũng không có mặt mũi mà lấy ra nữa. Pasio suy nghĩ một chút, nói đội trưởng Ngài Anh Minh. Tiểu đội Karen, các ngươi bắt đầu triệu hồi đi. Vâng, thưa thầy. Karen giang tay ra, thấy các đội viên khác đều lui lại, mở miệng nói, cùng bắt đầu đi. Từng Tất cả mọi người hơi nghi ngờ một chút, nhưng vẫn nghe theo lệnh mà làm giống như tiểu đội Muri lúc nãy, đưa tay đặt ở trên mu bàn tay của đội trưởng. Sau một khắc, đám người dưới chân xuất hiện một đạo tinh mang to lớn, gió cũng đánh tới nền tảng tùy theo xuất hiện. Về mặt tốc độ thì cũng không khác gì mấy so với tiểu đội của Muri Tiểu, nhưng tiết tấu và chi tiết thì càng có vẻ thông dong hơn, từ nền móng cho đến tường thùng và các tòa kiến trúc ở trong, đều cho thấy sự tinh xảo. Đây là một tòa pháo đài không giống với phong cách tiêu chuẩn, mang theo sắc thái cải tiến rõ ràng, nó chỉ có một dãy nhà. Phía dưới khu nhà này có một không gian, đó là phòng trận pháp của Max, ở khoảng giữa hai bên thì có hai cái bệ đặt nỏ trên đỉnh cao nhất thì là tháp pháo. Quan trọng nhất là, ngoại trừ việc cải tạo các bộ phận một cách rất trôi chảy, toàn bộ tòa thành mặc dù vẫn mang theo màu sắc chủ đạo hoàn toàn là màu đen, nhưng ở trên nóc nhà và các lỗ châu mai, tăng thêm thiết kế mái vòng cong. Vị trí trên nóc thì được trạm rổ hoa văn, vừa nghiêm trang nhưng vẫn không đánh mất sự mềm mại. Tóm lại, tòa pháo đài cổ theo phong cách cô tiết lúc trước, trong nháy mắt biến thành một cứ điểm theo phong cách phương đông. Pasio mắng, Mẹ nó Bọn họ thậm chí còn rảnh đến nỗi đi thiết kế nghệ thuật Muri mở miệng nói Không trách mọi người Trên lệch là ở chỗ đội trưởng Đi gác ở một bên cũng nói phụ họa theo Đội trưởng Ngài không nên nói như vậy Chúng ta cũng đều biết Mắt mở miệng nói Làm rất khá Cảm ơn ngài đã khích lệ Ta có thể vào tham quan một chút sao Đương nhiên Mời ngài Hussein đi tới Vỗ vỗ bả vai Karen, sau đó cùng với Mark Valo đi vào trong. Ngay sau đó, Muri cũng mang theo tiểu đội của mình tới, nói, chúng ta cũng đi vào tham quan một chút. Thật ra thì, nội thất bên trong tòa pháo đài này cũng không có gì đặc biệt, bởi vì chỉ có một dãy nhà, cho nên ở trong có vẻ rất đơn giản. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tụ tập ở trong phòng điều khiển, ở trong cả pháo đài thì cũng chỉ có chỗ này mới chứa được nhiều người. Lúc Karen đi đến phòng điều khiển, trong thấy một quả cầu nhỏ màu đen đang ở lửng ở vị trí trung tâm. Valo chỉ chỉ vào nó, nói dùng tay của cậu để tiếp xúc với nó, sau đó dựa vào quyền hạn của mình mà dẫn dắt năng lượng cung cấp cho tòa pháo đài này hoạt động. Vâng, thưa thầy. Đang lúc Karen chuẩn bị tiến lên thử điều khiển, Valo gián đoạn anh, hỏi chờ một chút, ta còn có một điều thấy nghi vấn. Trước hết hãy trả lời ta, căn phòng này là có công dụng gì? Căn phòng này có cửa. Trước lúc Karen đi lên, trừ phi Mark Valo sử dụng sức mạnh để đánh vào, nếu không cũng không cách nào mở ra nó. Theo lý mà nói, kiến trúc nội bộ trong tòa pháo đài này rất ít sử dụng cửa, bởi vì đợi đến lúc khai chiến, chi viện, điều phối, chờ lực lượng cứu viện cần dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển, mở cửa đóng cửa sẽ có vẻ rất phiền toái. Karen, mở nó ra. Vâng, thưa thầy. Cửa phòng được mở ra. Mắt Valo nhìn thấy bố cục bên trong phòng, sau đó lại đóng cửa lại. Sen còn chưa kịp vào xem, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Bên trong để làm gì? Phòng tắm. Phòng tắm. Khóe miệng của Hosen giật một cái, quay đầu nhìn về phía Karen, cậu thiết kế cái này để làm gì? Thật ra, thiết kế cái này cũng không tốn bao nhiêu công sức, bao gồm cả những chi tiết thiết kế bên ngoài của tòa pháo đài này, chỉ là tiêu tốn một chút tinh thần để suy diễn chi phí thật ra cũng không lớn. Ít ra thì đơn giản hơn rất nhiều so việc đề nghị khắc trận pháp lên bên ngoài tường thành của Max ngay từ lúc đầu, bởi vì trận pháp không phải chỉ đơn giản, điêu khắc lên là được, giống như cũng không phải dùng một đống xi măng xây thành trận pháp thì nó có thể hoạt động được, trận pháp là một công trình cần xây dựng một cách tỉ mỉ. Có điều, không đợi đến khi Karen mở miệng giải thích, Max Valo đã mở miệng nói. Phần lớn lúc sử dụng đến pháo đài hát ngục đều là trong tình huống khẩn cấp, nhất là khi bọn họ tiến vào thí luyện trong cánh cổng luân hồi thì mục đích chủ yếu của bọn họ đó là thăm dò chứ không phải tấn công, cho nên sử dụng khi cần sử dụng đến pháo đài thì tỷ lệ lớn là có đồng đội bị thương hoặc bị tập kích. Xây thêm một cái phòng tắm ở trong pháo đài, có thể dễ dàng tiếp nhận các đồng đội bị thương, đồng thời cũng dễ dàng xử lý vết thương hơn. Karen lập tức nói, "Thầy nói đúng lắm, tôi chính là suy nghĩ như vậy." Hussein trừng mắt nhìn, ho một tiếng, nói, "A à, thì ra là như vậy. Tòa pháo đài này rất không tệ. Mátvalo Tán Thưởng nói, lúc trước cậu từng học qua kiến trúc à? Thật ra thì trong quyển trục ghi chép thuật pháp kia cũng bao gồm các loại bản vẽ kiến trúc, nhưng nếu để một người ngoài nghề nhìn bản vẽ một chút mà đã có thể xây nhà lên được thì cũng đang quá xem thường những người chuyên nghiệp. Tuy nhiên do Karen có Rubik thuật khóa có thể tiến hành tính toán, chẳng khác gì tiến hành lập thể hóa nó trước trong lúc xây dựng thông qua tốc độ tính toán nhanh để giảm bớt khối lượng công viên thưa thầy trước đó tôi từng thiết kế và xây dựng chỗ ở của mình a à, là một khu trang viên sao ta thật rất muốn đi tham quan một chút là một nhà tang lễ cũng tốt vậy nó chắc chắn càng có phong cách nghệ thuật kiến trúc makva chỉ chỉ vào quả cầu màu đen kia nói bắt đầu đi lần thứ nhất tiếp dẫn cần ta tới giúp ngươi câu thông xác nhận một chút vâng thưa thầy Karen đưa tay, cầm lấy quả cầu màu đen kia. Không nên chống cự lại năng lượng tinh thần mà nó truyền đến, chủ động tiếp nhận nó. Đã rõ thưa thầy. Sau khi tiếp xúc với năng lượng tinh thần, ý thức của Karen bắt đầu bị dẫn dắt, rất nhanh, anh đã phát hiện mình đang đứng ở trên một cái đài cao cổ kính, mà Mark Valo đang đứng ở bên cạnh mình. Chỉ có điều là lúc này trên người Mark Valo được bao phủ bởi một tầng bóng đen mơ hồ. Karen để ý rằng Max đang ngẩng đầu nhìn lên trên, anh cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một chiếc lưỡi hái khổng lồ, sự tồn tại của nó tựa như lấp đầy tất cả khoảng trống ở phía trên. Rất khó có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là ai mới có thể sử dụng được nó. Max mở miệng nói, đây là lưỡi hái chiến tranh. Lưỡi hái chiến tranh. Karen nhớ kỹ ông Hoven có ghi chép lại những điều có liên quan đến lưỡi hái chiến tranh trong bút ký, nghe nói phần cán dài của nó là được rèn luyện ra từ vô số hài cốt, phần lưỡi hái thì được ngưng tụ lại từ vô số vong hồn. Mỗi khi thần chiến tranh xuất hiện và cầm nó trên tay, thường thường mang ý nghĩa chiến tranh đã bắt đầu, gián thế để gặp hái sự chết chóc. Thần chiến tranh lúc đầu là một trong các vị chủ thần ở cùng một chiến tuyến với thần vĩnh hằng. Sau khi thần vĩnh hằng biến mất, những vị thần là đồng minh với thần ánh sáng được thần ánh sáng chỉ huy tấn công phe phái của thần vĩnh hằng đây giai đoạn đầu trong cuộc thần chiến của kỷ nguyên trước, trong chiến dịch lần đó, thần chiến tranh gục ngã. Cho nên, thần khí của thần chiến tranh rơi vào trong tay của thần trật tự, còn bị một trong 12 kỵ sĩ dưới trướng của thần trật tự là Mark Chantin dựa vào nó mà xây dựng nên hệ thống thuật pháp của pháo đài hát ngục, trên một trình độ nhất định đã thay đổi phương thức tác chiến của kỵ sĩ đoàn dưới trướng trật tự. Bóng đen trên người Mark Valo bắt đầu tràn ra, giống như là xuất hiện một người khác, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy rõ. Có điều, khi mắt Valo bắt đầu niệm chú, có một luồng ánh sáng trắng rơi vào trước người Karen. Dùng cánh tay được để lại dấu ấn, chạm vào luồng sáng này. Vâng, thưa thầy. Karen đưa tay luồng vào, trên mu bàn tay dần hiện ra một sợi phù văn màu vàng bắt đầu cảm ứng với luồng ánh sáng này. Từ bên trong, Karen cảm giác được giống như là có một loại quan hệ nào đó được ký kết. Loại quan hệ này không giống như là khế ước, nó mờ nhạt hơn so với khế ước rất nhiều càng giống với một sự tán thành thanh lưỡi hái chiến tranh này tựa như là một lá cờ bây giờ nó đã tán thành để ngươi đứng ở phía dưới nó từ đó về sau ngươi có dùng lá cờ này làm danh nghĩa để phát động chiến tranh nói cách khác lúc ngươi kêu gọi nó khi sử dụng pháo đài hát ngục kêu gọi nó sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ngươi điều này có nghĩa rằng đây là một món thần khí không bị hư tổn nó có thể tạo ra được một tác dụng giống với thần linh tiếp nhận và đáp lại lời cầu nguyện được rồi, kết thúc. Mắt va lô bắt đầu lùi người lại. Karen cũng cảm giác được ý thức của mình đang bị dẫn dắt về phía sau. Trước khi bị kéo ra khỏi nơi này, Karen vẫn ngẩng đầu nhìn lên phía trên một lần nữa. Không phải nói món thần khí này được đặt tại trật tự thần điện sao? Vậy nơi này chỉ là không gian ý thức hay vẫn là khu vực nào đó bên trong trật tự thần điện? Không đợi Karen lại nhìn rõ nơi đây là cái gì, ý thức của anh đã quay trở về cơ thể, mở mắt ra, Khung cảnh đã quay trở lại trong phòng điều khiển Nếu như ban đêm gặp ác mộng bị nó giết chết Không nên cảm thấy bối rối Đây là tình trạng bình thường của tâm lý Bất cứ người nào thấy nó trực diện Đều sẽ trải qua tình huống giống vậy Sau đó thì có thể khôi phục Mát Valo nhắc nhở Đúng, tôi đã biết Đa tạ ngài đã nhắc nhở Karen cảm thấy Có lẽ mình sẽ không yếu ớt như vậy Tốt, bây giờ Cậu hãy thử điều khiển pháo đài này một chút xem Mac Valo thật sự là đang dạy học, từng bước tiếp lấy từng bước, giống như là đang phục vụ hậu mãi. Karen cúi đầu xuống, trông thấy quả cầu màu đen kia vốn dĩ lúc đầu còn khá nhỏ bây giờ đã to lên, mới đầu chỉ ngang với một quả bóng tennis, bây giờ lại không chênh lệch bao nhiêu với một quả bóng rổ. Khi Karen thả lỏng ý thức của mình ra, một sợi dây leo màu đen xuất hiện từ bên trong quả cầu, quấn chặt lấy tay của Karen. Trong chốc lát, Karen cảm giác được mọi thứ trong tòa pháo đài này loại cảm giác này giống như là trên người có thêm một cái chân hoặc một cánh tay mọc thêm ra. Đi giúp khiên đồ đi. Mark Valo nói với mọi người trong tiểu đội của Karen và Muri. Người tiểu đội của Muri cũng không có lời oán giận nào, đi theo đám người của bác cùng ra ngoài vận chuyển khí tài chiến tranh, cứ như việc học sinh yếu kém phải đi làm vài việc lao động là chuyện bình thường. Từng món khí tài được khiên vào, bác và Ventura đứng ở vị trí của mình, lắp đặt nỏ truy tung. Ashley thì đang đặt cái lồng giam cầm của mình vào vị trí. Max ở trong phòng làm việc của mình phía dưới, lắp đặt bức màn trận pháp, còn cố định nó lại trên cột cờ. Blanc ở phía đối diện Ashley, bố trí xong tinh cầu kết nối của mình. Còn về khẩu pháo ma tinh ở trên cùng, thì là Muri tự mình dẫn theo người của tiểu đội mình gắn nó lên. Sau khi khí tài và nhân viên đều vào chỗ, Max Valo và Hosen cùng các thành viên trong tiểu đội của Muri đều đi ra bên ngoài. Karen đưa ý thức của mình vào trong quả cầu màu đen một lần nữa, trên vách tường lúc này cũng xuất hiện từng sợi tơ màu đen, trước hết khóa lại lồng giam cầm và tinh cầu kết nối ở trong phòng, ngay sau đó, khóa lại hai khung nỏ của Ventura và bác lắp đặt ở trên bệ hai bên, cuối cùng bò lên rồi trường xuống. Khóa pháo ma tinh ở trên đỉnh và bức màn trận pháp ở bên dưới. Loại cảm giác này, tựa như là máu của mình chảy ra ngoài, liên hệ và kết nối với các khí tài chiến tranh này karen mở miệng hỏi ashley ở chỗ cô vẫn còn yêu thú vô dụng nào không ashley lập tức kéo tay áo của mình lên nói có còn rất nhiều chọn một con có thể bay rồi thả nó ra được rồi đội trưởng ashley đứng ở trước lồng giam cầm bằng đầu niệm chú người bạn thân ái nhất của ta rất nhanh sau đó một luồng sương mù màu xanh lá trước hết tràn vào trong lồng sau đó bay từ trong lồng ra ngoài cuối cùng thì lơ lửng ra phía ngoài lộ ra hình ảnh của một con chim lớn màu xanh thoạt nhìn giống như là một con khổng tước karen lập tức hạ lệnh bác ventura bắn vào cái đuôi vâng đội trưởng vâng đội trưởng bác và ventura lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng của nỏ về phía con chim trên trời vù. vù 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 một chuỗi mũi tên bắn ra bác bắn ra cực kỳ chuẩn xác toàn bộ bắn trúng cái đuôi của con chim lớn kia đánh rơi một đám lông vũ đại điểu cả kinh nhanh chóng bay nhảy cánh hướng lên phía trên bay đi bên phía ventura thì bắn không trúng toàn bộ trượt mục tiêu karen để ý ở trong lòng một chút khả năng điều khiển vũ khí của ventura còn cần luyện tập nhiều hơn blanc tăng cường cho tất cả mọi người vâng đội trưởng blanc dựa vào tinh cầu kết nối tiến hành thi triển thuật pháp rất nhanh từng luồng từng luồng ánh sáng trắng bay ra, rơi vào trên người của Ashley và Karen, những luồng ánh sáng trắng khác thì tiếp tục tràn ra, lần lượt rơi vào những người khác. Max, dùng trận pháp giam nó lại. Vâng, đội trưởng. Max nhanh chóng bố trí xong trận pháp rồi kéo cột cờ lên, bức màn trận pháp được dơ lên, hiệu quả của trận pháp nhanh chóng tỏa ra, trên không trung xuất hiện một tấm lưới vây con chim kia lại. Pháo ma tinh ở trên đỉnh của pháo đài, Nòng pháo dưới sự khống chế của Karen bắt đầu điều chỉnh góc độ, nhắm vào con chim lớn kia. Con chim cũng cảm giác được nguy hiểm tiến đến, cơ thể bắt đầu liều mạng mà giãy dụ. Ầm. Uhm. Cuối cùng, Karen khai hỏa, chùm sáng kinh khủng trực tiếp bắn vào mặt biển xa xa, tạo ra một vụ nổ dữ dội, nước mưa và hải sản càng không ngừng rơi xuống. Karen cảm thấy ban đêm tiểu đội Muri vốn cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn, bọn họ dựa vào những thứ hải sản đều có thể ăn đến ngày mốt. Con chim lớn sống sót sau tai nạn nên bị dọa đến nỗi bủng rủng cả người, hoàn toàn bị vây ở đó, dãy dụa cũng không dám nữa. Ashley, thu hồi nó về đi. Được rồi, đội trưởng. Con chim lớn hóa thành làn sương mù một lần nữa, biến trở lại thành hình xăm trên cánh tay của Ashley. Bên ngoài, Hussein mở miệng kêu, tốt, có thể xuống được rồi. Sau khi kêu xong, Hussein nói với đám người của tiểu đội Muri ở bên cạnh, đi lên giúp người ta khiêng đồ xuống karen cúi đầu xuống sợi dây leo vốn đang cuốn lấy cánh tay của anh rời ra thu hồi vào bên trong quả cầu các loại khí tài lúc trước được vận chuyển lên lúc này lại bắt đầu vận chuyển xuống karen giải trừ thuật pháp pháo đài rất nhanh mà từ từ biến mất Mark Valo mở miệng nói với tất cả thành viên của tiểu đội karen chờ đến khi các ngươi chính thức tiến vào trong cánh cổng luân hồi thần giáo sẽ dành cho các ngươi một loại quyển trục đặc biệt đến lúc đó chỉ cần cầm quyển trục này để dịch chuyển khí tài mình muốn đến vị trí lắp đặt tương ứng không cần phải giống như bây giờ mà khiên lên khiên xuống tất cả đều giống với trong dự đoán của karen đến lúc đó thần giáo sẽ ở bố trí trận pháp dịch chuyển trong cứ điểm của thần giáo gần luân hồi cốc để dịch chuyển những khí tài chiến tranh này vào trong cánh cổng luân hồi nhưng về sau thì không thể nào thu hồi chúng lại được lúc tiểu đội mình rời đi càng không có khả năng kéo theo những khí tài này đi cùng đây là một loại lãng phí nhưng lại là một loại lãng phí sau khi đã tính toán xong chi phí karen cậu có thể dẫn tiểu đội của mình quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi. hu sen nói ta có một điều thỉnh cầu những loại khí cụ như nhỏ này có thể để bên trong căn cứ cho chúng ta sử dụng luyện tập không? magvalo mở miệng nói đương nhiên có thể có điều ngoại trừ pháo ma tinh ra đương nhiên cảm ơn ngài nhân viên công tác bắt đầu đóng gói lại những khí tài này một lần nữa sau khi karen nhẹ gật đầu với mori thì dẫn tiểu đội của mình quay trở về phía du thuyền của khách sạn tiểu đội của mori thì muốn luyện tập trong đêm sau khi trở về căn cứ ventura tới quầy lễ tân yêu cầu đồ ăn và phần thuốc lá cùng với rượu của ngày hôm nay a à, đúng rồi người của ba phòng ngủ khác đêm nay họ cũng sẽ không quay về phần thuốc là và rượu ngày hôm nay của họ cũng đưa tới phòng của tôi đi nhân viên lễ tân nhìn về phía ventura ventura vẫn tiếp tục mỉm cười được rồi, sau đó mọi thứ sẽ đưa đến. Được rồi, cảm ơn. Ventura rời khỏi quầy lễ tân, chạy về phía đồng đội ở phía trước, bước vào thang máy lên lầu. Sau khi lên lầu, Karen phủi tay nói với các đội viên, nói, ăn uống xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai sau khi các ngươi tỉnh lại, có thể đi căn cứ nhà kho lấy dùng khí cụ đến tiến hành luyện tập. Vâng, đội trưởng. Về đến phòng, Karen đi vào trong phòng tắm trước, Chờ đến lúc đi ra, bữa tối đã được đưa đến, còn có rất nhiều thuốc lá và rượu, Ventura đang cúi đầu loay hoay chất chúng vào vali hành lý. Karen lấy một chút đồ ăn, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu ăn. Sau khi Ventura thu dọn xong, cũng chạy tới cùng một chỗ ăn cái gì. "Đội trưởng, ngài cảm thấy bọn họ có thể luyện tập xong trong đêm nay sao?" "Cũng không kém là bao đâu." "Vậy ngày mai sẽ còn lên lớp sao?" "Chắc là sẽ còn." một bài giảng cuối cùng không phải là huấn luyện mà là giới thiệu về tình hình bên trong của cánh cổng luân hồi và thông báo mục tiêu của nhiệm vụ thí luyện lần này cho dù bọn họ thức trắng cả đêm nay không nghỉ ngơi cũng sẽ không ảnh hưởng đến lớp học này a à, thì ra là vậy tôi còn dự định sau khi trời sáng thì đến chợ đen để đổi những thứ này thành phiếu điểm việc này cũng không vội chắc chắn có thời gian được rồi cậu cứ tiếp tục ăn ta muốn đi nghỉ ngơi được rồi đội trưởng ngủ ngon Ngủ ngon. Sau khi nằm lên giường, Karen lại đọc sách thêm một hồi, để cho mình thoát khỏi trạng thái học tập, chỉ trong chốc lát, ném quyển sách trong tay đi, hai mắt nhắm nghiền. Tích tách. Tí tách. Tí tách. Âm thanh của giọt nước rỉ xuống, Karen mở mắt ra, trông thấy một thanh lưỡi hái khiếp người đang ở trước mặt. Cuối cùng mình vẫn nằm mơ thấy, vẫn là bị lưỡi hái chiến tranh ảnh hưởng rồi a. À. Karen nghĩ đến lời mà Mark Valo nói lúc trước, Hắn nói những người đã từng nhìn trực diện vào lưỡi hái chiến tranh đều sẽ gặp ác mộng một thời gian, mơ tới cảnh tượng mình bị lưỡi hái chiến tranh giết chết. Két Tiếng cỏ sát chói tai truyền đến, Karen đã chuẩn bị xong tinh thần để chết bởi thanh lưỡi hái này, lại kinh ngạc phát hiện lưỡi hái cũng không phải vừa chém về phía mình, càng giống như là lưỡi hái ở bên cạnh của mình đã mất đi sự khống chế, ngã xuống về phía trước. Mà bên dưới nơi sâu của vực thẳm, giống như xuất hiện một bóng người cao to. Phúc lưỡi hái rơi vào bên trong bóng tối giống như là cắt trúng thứ gì đó ngay sau đó từ sâu trong bóng tối truyền ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ trật tự trật tự karen cúi đầu nhìn xuống vực sâu tâm tối phía dưới anh có cảm giác bên dưới vực sâu này chôn giấu một cái bí mật thật sự rất có thể có quan hệ với việc chúng thần không xuất hiện trong kỷ nguyên này loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt mãnh liệt đến nỗi bản thân Karen cũng đều cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Lúc này, Karen đang nằm trên giường trong phòng ngủ, dấu ấn màu vàng ở trên mu bàn tay bắt đầu hiện ra. Bên trong giấc mơ, Karen cũng cảm giác được vị trí mu bàn tay mình nóng rực. Anh rõ ràng, sở dĩ mình sẽ mơ thấy giấc mộng này là bởi vì anh gặp được lưỡi hái chiến tranh, một thần khí cấp tối cao không hư hại chút nào. Thần không thể nhìn trực diện. Khi nhìn thấy nó tận mặt, sau đó lại tạo thành một loại quan hệ coi như nó không để ý đến ngươi nhưng trên người ngươi tất nhiên cũng sẽ có dấu vết của nó để lại đây là một loại hiện tượng vượt qua sự ám chỉ trong tâm lý dùng dấu ấn để hình dung thật ra sẽ càng chính xác hơn chỉ có điều là có chút vấn đề xảy ra với mình đối với những người khác mà nói đơn giản là sẽ gặp phải ác mộng bị giết chết bởi lưỡi hái chiến tranh nhưng bởi vì những yếu tố đặc biệt trên người mình sẽ tạo ra một sự thay đổi mới một điểm đơn giản nhất đó chính là cơ thể của mình bởi vì đã từng được ra nê đồ cải tạo có sự liên quan đến thần tự nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều thứ karen đang nghe truyện trên tv audio cv giơ chân lên anh muốn đi vào vực sâu ở trước mắt thử đi tìm kiếm sự thật ẩn giấu sau bí mật này tâm trạng này giống như của một con nghiện cờ bạc khi sắp lật bài để biết kết quả trong đầu cũng đã mất đi khái niệm đối với thắng thua chỉ muốn tìm ra một sự giải thoát nhưng khi sắp đặt chân xuống lại dừng lại karen cắn răng tính cách cẩn thận đến từ sâu trong linh hồn vào lúc này một lần nữa nắm thế chủ đạo đồng thời trên người toát ra mồ hôi lạnh vì sao mình lại có ý nghĩ thế này sự thật đằng sau bí mật này có quan hệ gì với mình bây giờ mình biết sớm hay biết muộn lại có thể có gì ảnh hưởng tư duy nhanh chóng bổ sung vào bởi lý tính xua tan những cảm giác thần bí không biết đến từ đâu làm chủ trong đầu của mình Karen cúi người, há to miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới, mang theo cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến. Mình vừa bị mê hoặc sao? Hay vẫn là lạc lối? Giống như khi đội trưởng từng đối mặt với ma âm của vị tổ tiên dị ma khát máu kia. Nó có thể kích thích ra các ý nghĩ sâu trong lòng người, để đạt được mục đích mà nó muốn. Hô. Karen thở ra một hơi, đứng thẳng người một lần nữa, nếu như là mình trước kia có lẽ đã đặt trước một chân vào, nhưng mình của bây giờ sau khi đã có kinh nghiệm trải qua cuộc tuyển chọn cuối cùng, tự nhìn nhận lại bản thân, trên cảnh giới tâm lý đã không còn lỗ thủng. Nhưng ngay cả như vậy, mình vẫn bị ảnh hưởng đến như cũ, chuyện này quá đáng sợ. Ầm ừ ực. Ầm ừ ực. Ầm ừ ực. Ừ ực. Dưới vực sâu bắt đầu phun ra bọc khí màu đen, mỗi một bọc khí vỡ ra, tự như cũng đại diện cho một cái cảnh tượng đáng sợ, có vô số người ở trong đó đang chém giết lẫn nhau tiếng hò hét thét gào và kêu rên karen lập tức đưa tay đè lên trán của mình anh không còn dám nhìn thẳng vào những bọt khí này anh cảm giác sức mạnh linh hồn mà mình vẫn luôn kiêu ngạo có lẽ sẽ bị những hình ảnh này khiến cho nổ tung nhưng cho dù xem như không nhìn vào những cảnh tượng này bên tai vẫn đang không ngừng truyền đến những âm thanh kia dù là karen bịt kín lỗ tai của mình cũng vẫn không cách nào ngăn cản như cũ giờ khắc này anh cảm giác mình tựa như đang ở trong một chiến trường khổng lồ không biên giới những người xung quanh hai con ngươi đều đỏ rực không tiếc giá nào mà chém giết đối phương. Đáng sợ không phải cảnh tượng của chiến trường này, mà là tầm mắt của linh hồn ngươi đang không ngừng kéo dài về phía trước, tiếp tục kéo dài rồi lại kéo dài. Ngươi nhìn thấy tay của mình, rồi lại nhìn thấy đầu của mình, lại nhìn thấy mình đang quỳ dưới mặt đất, lại nhìn thấy bốn phía xung quanh chiến trường, lại nhìn thấy chiến trường càng rộng lớn hơn. Bên trong chiến trường gần như vô biên vô tận, ngươi chỉ là một hạt bụi nhỏ nhất ở bên trong. Đây là một loại cảm giác tuyệt vọng làm cho người ta ngột ngạt. Những con huyễn thú ở cứ điểm Ogre nếu so với thứ này thì đã hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nó đã không phải công kích ngươi bằng cách thông qua lỗ hổng trong nội tâm hoặc là dẫn dắt để tâm thần xuất hiện kẻ hở. Mà là ngươi đứng ở nơi đó, nó trực tiếp cho thấy ngươi nhỏ bé đến chừng nào, dùng cách này để tự bản thân người cũng bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của mình có giá trị gì hay không. Một điều càng bi ai đó là cũng không phải đối phương đang cố ý nhằm vào ngươi, mà là khi ngươi tới gần sẽ sinh ra cảm giác theo bản năng cuối cùng thì bọc khí cũng dừng lại lưỡi hái chiến tranh lúc trước rơi xuống dưới vào lúc này lại nổi lên một lần nữa nó trôi nổi ở nơi đó không nhúc nhích trước cục karen có được cơ hội để lấy hơi hai tay chống xuống đất cũng không nghĩ đến việc có thể đứng lên ông một âm thanh truyền đến cực kỳ yếu ớt nhưng tạo nên gợn sóng rất nhỏ bên trên thứ chất lỏng màu đen phía dưới ông tiếp tục tạo ra gợn sóng cùng với nó như có âm thanh gì phát ra cảm giác này giống như là có người đang gõ cửa không là đấm vào cửa không là đang đập cửa người này vẫn đang bị giam cầm sau đó nghe được có tiếng người ở phía ngoài bắt đầu liều mạng đập vào trên cánh cửa lớn cố ý để cho người bên ngoài chú ý đồng thời cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu la ông 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 gợn sóng trên bề mặt càng lúc càng rõ ràng karen cảm giác được cảnh mộng của mình lúc này cũng đang run rẩy theo đây là một tình huống cực kỳ hoang đường một người đang bị phong cấm ở một nơi cách đây không biết bao xa hắn liều mạng đập vào cửa vậy mà chấn động đến cảnh mộng của một người karen mím môi nhìn vực sâu ở trước mặt tựa như anh có thể cảm giác được mỗi khi một gợn sóng xuất hiện sẽ phải vượt qua sự ngăn cản như thế nào ở giữa không chỉ có một cánh cửa càng là vô số không gian chồng lên nhau thậm chí là xuyên thấu sự ràng buộc của thời gian. Dù xem như đã trải qua rất nhiều, thậm chí Karen có thể dùng bí mật để chế giễu đội trưởng Neo, nhưng vào lúc này, thật sự cảm thấy luống cuốn Tất cả sự thông dong đúng mực, vào lúc này cứ như là tờ giấy, bị nước mưa xối xuống, rách tương. Mình không có ý định đi xuống dưới. Nhưng người phía dưới, hình như rất muốn đi lên. Cuối cùng, cùng với từng đợt gợn sóng xuất hiện, âm thanh lại một lần nữa tạo thành một câu từ, từ bên trong vực sâu vô tận bị truyền lên trên. Giống như người đang bị cầm tù này rất cấp thiết muốn truyền ra một câu nói, vì thế mà hắn ta gần như trở nên điên cuồng, phẫn nộ, cuồng loạn. Karen nghe được lời nói hoàn chỉnh. Hắn nói là: "Trật tự, ta còn phải đợi bao lâu?" Sau khi câu nói này truyền vào đầu Karen một cách hoàn chỉnh, Karen cảm giác được mọi thứ bốn phía xung quanh đang nhanh chóng co cụm lại, vực sâu biến mất lưỡi hái chiến tranh, giấc mộng cũng đã biến mất. Karen nằm ở trên giường, mở to mắt, rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn ý thức được. Máu tươi không ngừng tràn ra từ hai con ngươi, từ lỗ mũi, từ khóe miệng, từ lỗ tai, từng luồng gân xanh dữ tận hiện ra trên khắp cơ thể, kế tiếp là xương cốt toàn thân đau buốt và nhức nhói từ tận bên trong và cơ bắp cũng rung rẩy. Nhưng Karen vẫn không thể nào phát hiện được, bởi vì linh hồn của anh đang chịu đựng sự méo mó không ngừng, so với sự đau đớn trên linh hồn cảm giác đau đớn trên da thịt đã không thể nào kích thích karen được nữa rốt cục đợi đến khi linh hồn ngừng đau đớn trong đầu karen mới có chút tỉnh táo sau đó đưa tay chống xuống giường ngồi dậy lại ngồi một hồi lâu karen mới cảm giác được ý thức của mình và xúc giác dần dần quay trở về cơ thể vì sao tất cả đều đỏ lên karen hơi nghi ngờ một chút giang tay ra phát hiện hai tay của mình cũng đỏ như máu sau đó anh dùng tay dụi mắt một cái màu đỏ trong tầm mắt cũng bị giảm đi nhưng đợi đến lúc anh cúi đầu lại phát hiện ga giường đã bị máu tươi của mình nhuộm đỏ một vùng khục 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 ho khang một hồi mỗi một lần ho đều cảm giác như ho nội tạng của mình ra ngoài cảm giác đau đớn vô cùng lúc này karen rất muốn cứ như vậy mà nằm xuống ngủ thiếp đi bởi vì anh cũng rõ ràng chỉ cần ngủ một giấc những bệnh trạng này đều sẽ được làm dịu thậm chí là đều sẽ biến mất nhưng khi karen vừa nằm xuống một nửa nhìn ga giường đã bẩn như thế lại nhìn bản thân mình cũng đã bẩn như vậy cuối cùng vẫn cắn răng bước xuống giường kéo lấy cơ thể vô cùng suy yếu và mỏi mệt bước vào trong phòng tắm mở ra vòi nước trên bồn rửa mặt karen vốc nước lên càng không ngừng tạt nước lạnh lên trên mặt mình cảm giác lạnh buốt nhanh chóng để ý thức của anh giảm nhiệt độ xuống thật lâu sau anh tự nhìn bản thân mình trong gương một chút, mình trong gương lại có vẻ tiều tụy đến như vậy. Cúi đầu xuống, nhìn lên dấu ấn ở trên mu bàn tay, vị trí kia, vậy mà đều đã cháy đen, nhưng cho dù là đã cháy đen, hình dáng của dấu ấn này vẫn có thể thấy rõ ràng như lúc đầu. Dù vậy thì Karen cũng rõ ràng, những việc mà mình trải qua khi nãy, dấu ấn này chỉ có tác dụng khơi màu. Về phần nói đến cùng là thứ nào dẫn đến tác dụng mang tính then chốt cứ thế mà biến cơn ác mộng bị lưỡi hái giết chết mà những người khác gặp phải trở thành báo mộng cầu cứu, Karen cũng không rõ ràng, bởi vì những thứ phụ kiện trên người anh vốn rất nhiều. Sau khi rửa mặt xong, Karen quan sát một chút, phát hiện đã không còn chảy máu nữa. Anh đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa, đưa tay gõ gõ lên tường. "Đội trưởng." Ventura ngủ trên lầu 2, nhưng cậu ta cũng không có đóng cửa phòng ngủ, nghe được âm thanh cậu ta lập tức đáp lời sau đó chạy xuống tới trông thấy cái bộ dạng này của karen ventura giật nảy mình đội trưởng ngài thế nào rồi không sao sau khi karen trông thấy ventura đi xuống lại đi vào phòng tắm một lần nữa tắm một hồi thay một bộ quần áo tắm chờ đến lúc karen thất tha thất thiểu mà bước ra ngoài trông thấy ga giường gối chăn mền tất cả vật dụng trên giường trong phòng mình đều thay đổi sạch sẽ chắc là ventura dọn dẹp mọi thứ ở trong phòng của mình đội trưởng cần tôi đi gọi bác sĩ sao không cần karen ngồi xuống trên giường đội trưởng dáng vẻ vừa rồi của ngài giống như lúc tôi phát bệnh vì ô uế khi còn bé vậy chẳng lẽ là ngài cũng bị ta sẽ không bị karen dừng lại cơ thể này của anh sẽ không sợ phần lớn các loại ô uế nhưng nếu như thứ tồn tại dưới vực sâu đang gõ cửa kia không thuộc về phạm trù phần lớn mà là cho nên phản ứng của linh hồn và cơ thể mình lúc trước tương đương với việc mình đang loại bỏ sự ô uế nếu như mình là người bình thường có phải đã hoàn toàn bị ô uế rồi hay không không nếu như mình là người bình thường có lẽ cũng chẳng có cơ hội để bị lây nhiễm karen dùng tay chống lên trán đầu anh có chút đau đội trưởng ngài nghỉ ngơi đi từng karen duy trì cái tư thế này dựa vào lưng giường mà ngủ thiếp đi nhiều lần tỉnh lại giữa chừng Ventura đều ngồi ở bên cạnh, Karen hỏi cậu ta thời gian, giấc ngủ gần như đều đứt quãng, 20 phút hoặc nửa tiếng thì tỉnh lại một lần. Nhưng mà một lần cuối cùng là ngủ liền giấc. Chờ đến lúc Karen tỉnh lại, đã là buổi chiều. Ventura vẫn ngồi trên sàn nhà như cũ, cầm trong tay một ly sữa bò và một cái bánh bao. Karen xuống giường, duỗi người một chút, kiểm tra tình trạng bản thân một chút, phát hiện mặc dù còn có chút mệt mỏi, nhưng cơ thể và linh hồn đều đã không còn chuyện gì đáng ngại. đội trưởng, ngài thế nào rồi? ta không sao. chương trình học hôm nay thế nào rồi? a, à, là như thế này. tiểu đội muri mãi cho đến giữa trưa hôm nay mới kết thúc việc luyện tập, cho nên chương trình học hôm nay bị hoãn lại đến ngày mai. ừm, ta đã biết. đội trưởng, tôi đi chuẩn bị cho ngài một ít thức ăn nhé. a, à, còn nữa, bọn họ cũng không biết tình huống tối hôm qua của đội trưởng ngài đều đã đến căn cứ huấn luyện để làm quen với các món khí tài rồi, bây giờ có cần tôi gọi bọn họ quay trở về không? Karen quay đầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường một chút, đã hơn 4 giờ chiều. Được rồi, chờ đến khi bọn họ kết thúc tập luyện thì cùng nhau ăn ăn bữa tối đi, ta còn có chuyện muốn nói, về phần chuyện tối ngày hôm qua của ta, cậu biết là được rồi. Vâng, đội trưởng, tôi đã rõ. Lúc Ventura chuẩn bị quay người ra ngoài, Giống như là lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói, "Đội trưởng, còn có một việc, hôm nay căn cứ theo cách ăn mặc của một người phục vụ viên chắc hẳn là trưởng phòng hậu cần của khách sạn có đến gõ cửa, đưa cho tôi một tấm danh thiếp." "Ừm, có chuyện gì?" Hắn ta chắc hẳn là thấy chúng ta mỗi ngày đều lấy rượu và thuốc lá, cho nên hắn nói có thể dùng phiếu điểm bằng với 85% giá cả niêm yết để thu lại rượu và thuốc lá ấy từ chỗ của chúng ta, ngài thấy thế nào? "Bình thường mà nói, bán trên chợ đen cũng đều là sẽ bán với giá thấp nếu như không đủ rẻ thì ai lại đến chợ đen để mua đồ đương nhiên ngoại trừ một chút chế phẩm đặc biệt ra thì khác nhưng rượu và thuốc lá tất nhiên cũng không tính vào thứ đặc biệt vậy cậu gọi điện thoại để ban đêm hắn đến lấy hàng trước đi được rồi đội trưởng bên trong căn cứ huấn luyện có phòng ăn tiểu đội mua ri cơ bản đều ở trong nhà ăn mà ăn cơm nhưng tiểu đội karen vẫn thích tụ tập tại ở trong phòng của đội trưởng để dùng cơm hơn đợi đến khi mọi người đều đã tập hợp đông đủ karen cũng đi ra từ trong phòng ngủ anh đổi một bộ thần bào khác nhìn không có gì khác biệt với ngày hôm qua ashley và blanc đều vừa tắm rửa xong sen andyp lại là thành phố nhiệt đới ven biển cho nên bây giờ hai cô gái ăn mặc có chút thoáng mát max mặc áo ngắn tay bác thì mặc áo ba lỗ da thịt màu đồng cổ hiện ra giống như là làm bốc phát kiếm ăn trên bến tàu. Sau khi Karen ngồi xuống trên ghế salon, mở miệng nói, buổi chiều huấn luyện ra sao rồi? Ashley thì vừa bóc vỏ tôm vừa nói, đội trưởng, thời gian vẫn là quá ngắn, tôi cảm thấy tôi cần nhiều thời gian hơn. Max cũng gật đầu nói, đúng vậy, đội trưởng, cũng không đủ thời gian để làm quen. Bác thì không có vấn đề gì mà nói, không có việc gì ai cũng không biết sau khi tiến vào trong cánh cổng luân hồi thì chúng ta có cần dùng đến chúng hay không. Tiểu đội chúng ta trên cơ bản đều sẽ tìm đến tiểu đội đòn roi kỷ luật của đội trưởng để làm nơi nương tựa. Về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian để huấn luyện và rèn luyện. Đúng, quả thực cũng không cần phải vội, về sau còn có nhiều thời gian. Blanc vừa nói phụ họa theo vừa bỏ một con tôm đã lột xong vào trong cái bát trước mặt Karen. Asi trông thấy một màn này, lập tức cũng lột một con đưa qua đến. Max cũng cầm tôm lên, bác dùng cánh tay đẩy Max một cái, nói, thôi được rồi, cậu cũng không cần phải lột. Trong thấy phản ứng của mọi người, Karen cảm thấy rất hài lòng. Có chuyện ta muốn nói với mọi người, hôm qua mọi người cũng đã nghe rồi đấy, những món khí tài chiến tranh này đến lúc đó sẽ được chuyển vào trong cánh cổng luân hồi bằng quyển trục dịch chuyển mà sau này thần giáo sẽ đưa cho chúng ta. Nhưng chờ đến khi chúng ta rời khỏi cánh cổng luân hồi, những khí tài chiến tranh này, tất cả đều sẽ ở lại bên trong, cho nên mấy món đồ chơi lớn đáng yêu mà mọi người làm quen cả buổi chiều thì sẽ rời xa các ngươi một khi các ngươi rời khỏi cánh cổng luân hồi. vừa dứt lời, cả phòng đều chìm vào im lặng. Việc này giống như là một đám người trẻ tuổi thật vất vả mới lái xe ô tô, uống rượu hút thuốc của người lớn, tự cho rằng mình đã trở nên trưởng thành, nhưng bị tác một cái, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được, thì ra mình vẫn chỉ là đứa bé. vậy nọ của tôi bức màn trận pháp. Lồng giam cầm của tôi. Có việc ta muốn hỏi một chút, trong nhà các ngươi có ai có thể tự trả tiền mua sắm một món khí tài chiến tranh sao? Cả đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ventura thì cúi đầu ăn bánh. Không một người nói chuyện. Khí tài chiến tranh, rất đắt, đắt vô cùng, nguyên nhân quan trọng nhất khiến nó đắt đó là nó là mặt hàng bị quản lý chặt chẽ mặc dù bọn chúng sẽ được niêm yết với một mức giá ổn định trong các cửa hàng phiếu điểm của các đại khu nhưng trên thực tế phía trên cũng không hy vọng nó có thể xuất hiện trong lưu thông cho nên bọn chúng được định giá cực kỳ cao khí tài chiến tranh được phân phối đến cho kỵ sĩ đoàn thật ra chi phí cho việc chế tạo có lẽ chỉ bằng một phần mười so với giá được niêm yết ở các cửa hàng phiếu điểm đương nhiên giá gốc cũng không thể tính như vậy trong này còn có giá trị của nghiên cứu phát minh rèn đúc điêu khắc trận pháp và nhân công. Vì vậy việc cả được nâng cao là điều chắc chắn, trước cuộc trật tự thần giáo cũng sẽ không hy vọng một ngày nào đó một đám tàn dư ánh sáng dùng pháo ma tinh để đi phá hoại. Mà lại cũng không không thể nào che giấu được, cho dù ở đây có ai trong nhà có thể dùng giá ưu đãi để mua lại, thậm chí là có thể mua lại một vài loại khí tài vẫn còn mới nhưng lại được gắn nhãn báo hỏng thì cũng không cách nào sử dụng chúng. Bởi vì ngươi không phải mua để cất trữ, là phải lấy ra để sử dụng. Chờ đến khi thành lập tiểu đội đòn roi kỷ luật, là một tiểu đội tiêu biểu cho quá trình cải cách, chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý rất lớn. Đến lúc đó khi thi hành nhiệm vụ, sử dụng khí tài chiến tranh chắc chắn sẽ bị phát hiện, cũng không cách nào che giấu, người cũng phải giải thích nguồn gốc của nó rõ ràng. Trật tự thần giáo cũng không giống như luân hồi thần giáo, trong giáo sẽ xuất hiện hoàng tộc và một vài gia tộc lớn có thể dùng một tay che trời, mục đích chủ yếu của lần cải cách này vốn là vì phân hóa và đánh vào các phe phái và gia tộc trong thần giáo, không ai sẽ đần độn mà chủ động đưa cán dao cho giáo đình nắm vào lúc này. Khi thấy đã đã kích tâm lý của họ đủ, Karen mở miệng nói, không sao, tiếp theo sau khi chúng ta thành lập tiểu đội đòn roi kỷ luật, có thể tăng tốc độ làm nhiệm vụ, kiếm chút phiếu điểm, ta tin tưởng không bao lâu sau, chúng ta có thể mua mấy món đồ chơi lớn mà mọi người đã làm quen sáng nay về, chúng ta thậm chí còn có thể mua những thứ tốt hơn loại cảm giác làm việc và tích góp này ngược lại sẽ càng thú vị, không phải sao? Đội trưởng nói rất đúng. Đội trưởng nói rất đúng. Vào lúc này chuông cửa vang lên, Ventura ra ngoài mở cửa, đứng ngoài cửa là một tên phục vụ trắng trắng mập mập, sau khi trông thấy có nhiều người ở trong phòng như vậy, hắn ta ngay lập tức hành lễ với mọi người. Ventura mang theo hai cái vali hành lý ra, để hắn tiến hành kiểm kê. Karen để ý đến Hôm nay Ventura chắc hẳn cũng đã lấy phần thuốc lá và rượu hôm nay của tiểu đội Muri, nếu không thì cũng không có khả năng nhiều như vậy. Đứa nhỏ này, năng lực học hỏi ở phương diện này rất mạnh. Những thứ này sau khi được mua lại, còn có thể tiếp tục xuất hiện ở trong kho hàng của khách sạn, vẫn giữ lại giá mua gốc. Đợi đến lúc đóng gói hàng lại, tên phục vụ cầm một sấp phiếu trật tự dày đưa cho Ventura rồi chuẩn bị quay người chạy đi, Karen mở miệng nói. Ngươi chờ một chút. Từng. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì cần dặn dò? Thái độ của vị trưởng kho hậu cần này rất lễ phép. Karen chỉ chỉ vào đống đồ ăn thịnh soạn trên xe để thức ăn đặt trong phòng hỏi, đây là đồ ăn được cấp theo khẩu phần mỗi ngày sao? Đúng vậy, là dựa sao cấp độ đãi ngộ của các ngài mà chuẩn bị. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai đưa đến cho chúng ta những món ăn bình thường là được, ngươi cứ chiết khấu phiếu điểm ra rồi đưa cho chúng ta. Đương nhiên, không có vấn đề còn nữa ba căn phòng của tiểu đội kia nếu như bọn họ trong ngày hôm đó không có gọi món ăn lên phòng thì cứ ngầm thừa nhận là bọn họ có gọi món ăn tiền ăn thì cứ đổi ra thành phiếu điểm cho ta ở phương diện này ngươi có thể lấy tiền phần trăm cao hơn một chút nếu như bọn họ có hỏi thì cứ đẩy việc này lên trên người ta đám công tử cũng đâu có thèm gọi món ăn miễn phí bọn họ vẫn thích đến phòng ăn gọi món riêng hơn được rồi ngài cứ yên tâm ta đã biết ngài còn có chuyện gì khác cần dặn dò không các cơ sở cung cấp trụ trong nội bộ của thần giáo chắc hẳn lẫn nhau cũng có quen biết nhỉ việc này quả thật là có nhận biết vài người bạn đại khu thành phố york khách sạn ankara có quen biết người bạn nào ở đó không như vậy thì thật sự cũng không biết quá xa a à, được rồi nhưng mà ngài yên tâm chỉ cần gọi một cuộc điện thoại rất đơn giản bởi vì tất cả mọi người đều quen biết phiếu điểm được rồi vất vả cho ngươi ngài khách sáo rồi, vậy tôi xin phép cáo lui trước. Chờ đến khi vị trưởng bộ phận hậu cần này rời đi, Karen phát hiện mọi người đang ngồi ở đây, đều nhao nhao tăng nhanh tốc độ ăn, bởi vì bắt đầu từ ngày mai thì không ăn được. Karen duỗi lưng một cái, giơ ly nước đá cầm trong tay lên, nói, vì tương lai. Đám người lập tức cầm lấy ly bên cạnh, cùng kêu lên nói. Vì tương lai. Ban đêm, Karen vẫn luôn đọc sách cho đến lúc rạng sáng thì mới thấy buồn ngủ, sau đó anh để sách xuống nhìn thoáng qua phía cửa phòng ventura đang trải chăn đệm mà ngủ dưới sàn nhà karen bảo cậu ta trở về phòng ngủ nhưng cậu ta chết sống cũng không nguyện ý bởi vì lo lắng cho đội trưởng như mình lại xảy ra việc giống như tối qua nằm ở trên giường nhắm mắt lại trong lòng karen ít nhiều gì thì vẫn có chút e ngại e ngại đêm nay sẽ còn mơ một giấc mộng giống như hôm qua chờ đến sau khi chìm vào trong giấc ngủ Karen phát hiện mình lại mơ đến cảnh tượng giống như tối hôm qua. Lưỡi hái chiến tranh xuất hiện ở trước mặt của mình, Karen quan sát nó, sau đó lại cúi đầu xuống tìm kiếm vực sâu phía dưới chân, có điều là vực sâu không tìm được. Hô! Xem ra vị kia cũng không phải ngày nào cũng có sức để đập cửa. Lưỡi hái chiến tranh rơi xuống hướng về phía Karen, Karen không chỉ không có né tránh, ngược lại trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Phốt, Cùng với việc bị lưỡi hái chiến tranh chém thành hai phần trong giấc mộng, ngủ Karen ở trên giường mở mắt ra, trở mình, tiếp tục ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, thời gian ngủ cũng không dài, nhưng chất lượng của giấc ngủ cũng khá tốt. Cho nên nói rằng mọi việc sợ nhất là khi so sánh với nhau, nếu so với giấc mộng khuya ngày hôm trước, ác mộng tối hôm qua mình bị chém thành hai khúc trái lại tươi mát và hiền hòa tựa như đang cùng chơi đùa với các tinh linh trên bãi cỏ xanh. hô cửa phòng ngủ bị khép kín nhưng khi tiếng karen rời giường truyền đến ventura nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào bên trong nhìn một chút bên ngoài còn có những người khác đang ngồi sau khi karen rửa mặt thì ra khỏi phòng ngủ tối hôm qua không thông báo sáng nay muốn họp mặt sớm nhưng mọi người vẫn tụ tập vào giờ này bữa sáng đã được yêu cầu đưa lên từ sớm bánh mì cùng với sữa bò một miếng xúc xích cũng không thấy karen cảm thấy có phải là do tối hôm qua mình tuyên truyền có hiệu quả quá tốt hay không tiết kiệm bữa chính rồi bữa sáng cũng tiết kiệm luôn sao? Nhưng cũng không có cách nào, lúc này mình cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể ngồi xuống cầm bánh mì rồi ăn kèm với sữa bò. Trong lúc đó, mọi người bắt đầu thảo luận về vấn đề phối hợp. Bác đưa ra một cái phương án rất hữu hiệu, đó chính là để AC -si triệu hồi yêu thú ra để làm mục tiêu, làm như vậy thì có thể trợ giúp những người khác tiến hành tập luyện nhắm bắn và tấn công. Có một câu mà bác không có nói rõ, nhưng ý rất rõ ràng, dù sao thì những con yêu thú được triệu ashley hoán ra đều là những người bạn thân thiết và vô cùng vô dụng bản thân ashley cũng tán thành một phương này án chỉ có điều ánh mắt lúc nhìn bác có chút không thân thiện lắm tuổi tác và kinh nghiệm của cô còn chưa đủ cho nên muốn trói những con yêu thú mạnh mẽ lại để chúng chiến đấu vì mình thì có chút khó khăn nhưng việc này cũng không có nghĩa là sau này cũng vậy blanc thì đưa ra một ý kiến đó là lúc cô sử dụng tinh cầu kết nối rõ ràng cảm giác được có một nguồn năng lượng khác đang giúp mình tiến hành tăng cường, cũng chính là năng lượng của đội trưởng. Cô hy vọng tiếp sau đó có thể tìm ra được một tỷ lệ, đó chính là năng lượng của đội trưởng có thể chiếm mấy phần so với sức mạnh của bản thân. Vấn đề này chủ yếu là để tránh việc một bên nào đó gắn gượng sử dụng quá nhiều năng lượng làm cho đội trưởng cũng chịu ảnh hưởng. Karen đưa ra câu trả lời cho vấn đề này, giai đoạn hiện nay không cần phải lo lắng về vấn đề này, nếu có vấn đề, ta sẽ thông báo trước cho mọi người. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, rõ ràng ý của đội trưởng trong lời nói, có thể nói một thẳng thắn hơn đó là, các ngươi không có khả năng khiến ta cạn kiệt năng lượng trước khi ta cảm nhận được. Đã đến 7 giờ rưỡi, đám người đứng dậy rời khỏi phòng chuẩn bị cho buổi học cuối cùng. Địa điểm của buổi học cuối cùng là ở lầu 2 của căn cứ khách sạn, trong hội trường lớn nhất, hội trưởng này có thể có khoa 800 chỗ ngồi, nhưng bây giờ phía dưới đang có 12 người đang ngồi. Karen vẫn ngồi cùng một hàng với Muri như cũ. Muri lại gần hỏi hai đêm nay lúc ngủ anh có mơ thấy ác mộng không từng Muri thở dài nói hô ban đêm nằm mơ bị lưỡi hái chém đầu quá đau đớn Karen cũng thở dài anh cảm thấy cực kỳ hâm mộ thầy giáo tới là những ông lão quen thuộc kia quen thuộc không phải là quen với thân phận của bọn họ mà là râu tóc của bọn họ cũng đều bạc trắng ngay sau đó lại có thêm bảy tám tên thần quan mặt thần bào có in hình lăng trụ màu xanh lam ở phía trên sau khi bọn họ bố trí xong dụng cụ màn chiếu ở trong hội trường được kéo xuống ánh đèn tắt đi giống như là đang chuẩn bị chiếu phim chào mọi người ta là thầy giáo chịu trách nhiệm cho buổi học hôm nay ta gọi làm cờ kenny chào mọi người ta cũng là thầy giáo của buổi học hôm nay ta gọi là ba lát sau một màn tự giới thiệu đơn giản ba lát lui lại ngồi xuống một bên bắt đầu lật xem tài liệu trong tay. Ngogeni thì vung tay lên, trên màn chiếu lớn sau lưng xuất hiện hình ảnh của một thung lũng tỏa ra không khí chết chóc. Các học viên đều đoán được đây là nơi nào, mọi người bắt đầu nhao nhao xì xào bàn tán. Luân hồi cốc trông như thế này sao? Muri nhỏ giọng hỏi Karen. Cái này phải là ta hỏi cậu mới đúng. Karen đáp lại nói. Cuối cùng thì cậu mới là một công tử có kiến thức rộng rãi. Tôi cũng không biết, tôi còn tưởng rằng sẽ là một thung lũng với khung cảnh tươi đẹp, nhưng không nghĩ tới lại giống với lối vào địa ngục như vậy. Karen nói, trên một góc độ nào đó thì không phải luân hồi cốc vốn chính là cổng vào địa ngục sao? Ừm, anh nói cũng đúng. Kenny chỉ chỉ về phía sau lưng, mở miệng nói, mọi người đoán không sai, hình ảnh mà mọi người nhìn thấy trên màn chiếu vào lúc này chính là luân hồi cốc. Thật ra nếu chỉ xem xét từ trên ảnh chụp, cũng không thể cảm giác được không khí cụ thể của nó ta đã từng đến luân hồi cốc, ta cũng đã tiếp xúc gần với cánh cổng luân hồi, ta biết đó là nơi như thế nào, một nơi sau khi ngươi đã đến, thì cả đời này đều không muốn quay lại đó lần thứ hai. Mặc dù ta biết, nơi này là thánh địa trong lòng của vô số tín đồ luân hồi, nhưng ta vẫn muốn nói như cũ. Phi Đó là một nơi mà chim cũng chả thèm đến ị. Kenny phun một ngụm nước miếng xuống dưới sàn. Karen đưa tay vuốt vuốt trán của mình, vị thầy giáo này ngược lại là thoải mái nói tục vị trí của luân hồi cốc cực kỳ phức tạp nó ở vào một nơi giao nhau của những vết nứt không gian hoàn cảnh địa lý đặc thù sáng tạo ra hệ sinh thái đặc thù của riêng nó ta nghĩ đây cũng là lý do mà luân hồi thần giáo muốn lựa chọn nơi này làm nơi thiết lập gốc rễ cũng là nguyên nhân mà năm đó thần luân hồi lựa chọn nơi này để xây dựng cánh cổng luân hồi diện tích của luân hồi cốc rất lớn mặc dù không có người từng đo đạt nó một cách cụ thể nhưng căn cứ theo bút ký của của tổ tiên luân hồi thần giáo và kinh nghiệm sống ở đó của ta, có thể suy tính ra diện tích, diện tích thực tế của luân hồi cốc, lớn bằng 10 cái sen endic. Nhưng khu vực mà bọn họ khai phá được cũng chỉ bằng diện tích của một cái sen endic, có lẽ vẫn còn chưa tới. Trong đó có những khu không người cực lớn, chú ý, khu không người cũng chỉ có nghĩa là không có người ở, cũng không phải có nghĩa là không có thứ gì khác tồn tại. Ở trên đảo có rất nhiều thế lực đặc thù, Luân hồi thần giáo thì là thế lực lớn nhất trong số đó, các ngươi có lẽ sẽ hỏi, vì cái gì mà luân hồi thần giáo lại có thể cho phép các thế lực khác tồn tại ở một nơi quan trọng như vậy? Bởi vì luân hồi thần giáo cần bọn chúng tiến cống, mà cái giá phải trả để nuôi dưỡng nhân công lao động bây giờ quá lớn, cho nên không thể không cho bọn chúng quyền tự chủ nhất định. Ở trong truyền thuyết, có gia tộc sau khi đấu tranh quyền lực trong nội bộ luân hồi thần giáo thất bại rồi bị đầy đi, rất nhiều năm về sau, Gia tộc đó đã biến thành một giống loài đặc thù. Được rồi, mọi người hiểu tình huống cơ bản của Luân hồi cốc là đủ rồi, các ngươi cũng sẽ không tiến vào khu vực này. Trận pháp dịch chuyển sẽ trực tiếp đưa mọi người đến nơi tiếp đón của Luân hồi thần giáo, sau khi đến thời điểm đã được định sẵn, công thêm các ngươi, người của Luân hồi thần giáo, cùng với vị trí mà Luân hồi thần giáo tặng cho các thần giáo khác, tổng cộng 36 người trẻ tuổi sẽ bị sắp xếp để tiến vào trong cánh cổng Luân hồi. Ở điểm này Ta cần nhắc lại hai điều cho các ngươi biết. Điều thứ nhất, đừng đi tiếp xúc với thế lực nội bộ của Luân Hồi Thần Giáo, đương nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ đến tiếp xúc với các ngươi, ý của ta là, các ngươi phải để cho đầu óc của mình tỉnh táo một chút. Nhất là. Mørkeny tại cầm lấy danh sách, đọc tên. Ventura, Karen, các ngươi đứng lên. Karen và Ventura đứng người lên. Hai người các ngươi cần phải lưu ý kỹ, bởi vì các ngươi không có gia tộc bọn họ sẽ càng muốn tiếp cận với các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo không nên cảm thấy bên ngoài sẽ có gia tộc đến tự dưng đến giúp đỡ ngươi phải biết rằng hôm nay coi như thật sự có bánh rơi xuống từ trên trời vậy khẳng định nó cũng có độc được rồi ngồi xuống đi ventura ngồi xuống karen vẫn còn đứng mckenny để danh sách xuống nâng gọng kính thấy karen còn đứng nhắc nhở ngồi xuống đi học viên karen hoặc là học viên ventura Ba lát ở bên cạnh nhìn chầm chầm Kenny đang đứng trên bệ giảng, bất đắc dĩ lắc đầu, người ta là không có gia tộc, trên tư liệu cũng viết là cô nhi, nhưng người ta có tài năng. Ngớ ngẩn, làm thần quan thường trú ở luân hồi thần giáo lâu như vậy, sau khi trở về mặc dù vẫn luôn miệng mắng luân hồi cốc là một cái bãi rác, nhưng trong đầu cũng đã bị tẩy não thành bộ dạng tiếp nhận chủ nghĩa gia tộc. Có bản lĩnh, thì ngươi đi đến trước mặt đại tế tự Nót Tân để nói ra mấy câu này đi, bởi vì đại tế tự cũng không gia tộc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thế lực khác dụ dỗ mà phản bội thần giáo mà. Một điều hiển nhiên đó là McKenny cũng không thuộc về chung một đám người của Piro và Levin. Ngồi xuống. McKenny lại nói một lần nữa. Karen vẫn đứng đấy như cũ. Ventura thấy thế, cậu ta vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên. Ngồi xuống. McKenny hô. Lúc này, bốn người bác, Ashley, Max và Blanc ngồi ở đằng sau cũng đều đứng người lên ngồi xuống cho ta. Tiểu đội Karen vẫn đứng như cũ, không ai ngồi xuống. Muri thấy thế, thở dài, cũng đứng lên. Các thành viên trong đội phía sau cũng đứng lên theo. Các ngươi đang có ý gì? Gurney cao mày nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.